trợ lý cho trọng tài Chris Foy ở trận này, gồm có ông Andy Garrett và trọng tài Stuart Byrne. Trọng tài thứ tư là ông Finn Dahl. David Silva. Cản phá rất đúng lúc. Pha chuyền bóng hơi hồng. Gabriel Jesus. Pha xử lý không an toàn. Casemiro. Quá dễ để có thể bắt bài. Kai Walker. David Silva. Tình huống cản phá vất vả. Sergio Aguero. Matic. Một pha di chuyển ra biên. Trọng tài kia. Hú vào. Pha xử lý rất nhanh và cũng hết sức kỹ thuật. Pha cản phá dứt khoát. Gabriel Jesus. Anthony Martial. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Trọng tài đã thổi phạt. David Silva. Bây giờ thì chúng ta sẽ được chứng kiến khả năng tấn công. Và những phút này là những phút thi đấu mà đội tuyển sẽ phải cố gắng bằng 200% sức lực của mình nếu muốn phá tan hàng phòng ngự đang được bố trí dày đặc. David Silva. Anthony Martial. Cản phá rất đúng lúc. Pha chuyền bóng hơi hồng. Pha chặn bóng rất tốt. Otamendi. Quá dễ để có thể bắt bài. Vẫn còn. Tình huống nguy hiểm. Pha cản phá dứt khoát. Pha chuyền bóng rất nguy hiểm. Tình huống sóng gió đã trôi qua. Sergio Aguero. McTominay. Anthony Martial. Rất nguy hiểm. Một bên. Hú vào. Casemiro. Fernandinho. Sergio Aguero. Chúng ta có thể thấy ngoài đường tiếp, hai huấn luyện viên của hai đội bóng đang chỉ đạo rất sát sao các học trò của mình. Việc duy trì chiến thuật là một bí quyết để họ có thể hướng tới chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Pogba. Gabriel Jesus. Như vậy đã có tình huống về vị. Rất nhịp nhàng. Cơi vẫn căng vào. Bóng đã đập trúng người một cầu thủ. Khá nguy hiểm. Quá dễ để có thể bắt bài. Sergio Aguero. Fred. Pha chuyền bóng hơi hồng. Riyad Mahrez. David Silva. Ở thời điểm hiện tại thì cuộc đối đầu giữa U19 Việt Nam và U19 Bahrain cũng đã diễn ra. Và quý vị khán giả các cộng có thể xem trận đấu này trực tiếp trên kênh Fox Sports 2.
kênh số 46 thuộc hệ thống truyền hình vệ tinh K+. Đến lượt thủ môn cho thấy khả năng cản phá tuyệt vời của mình. Vừa rồi là một tình huống khó nhưng anh đã thành công. Không được, thêm một pha đánh úp rất bất ngờ. Ikay Gundogan giờ đây. Bóng đã được phá lên. Cú đá rất táo bạo từ xa. Vẫn còn. Cú đá mạnh từ rất xa. Diogo Dalot. Và chúng ta sẽ chờ đợi vào một hiệp hai lột xác, chí ít là như vậy, để trận đấu này không phải là trận đấu một chiều. Ông Pesley và Quan Trang đã nổi vòi khép lại hiệp một. Hiệp một trận đấu đã diễn ra rất sôi nổi. Chào mừng quý vị và các bạn trở lại về theo dõi hiệp 2 trận đấu. Trong hiệp 1 của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao, kỹ thuật cơ bản rất tốt. Gabriel Jesus. Pha phối hợp không tốt. Jesse Lingard. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Tỷ số là 1-0. Một bàn thắng sẽ giải tỏa áp lực, một bàn thắng để khai thông thế bế tắc, và một bàn thắng để hướng đến một cơn mưa bàn thắng cũng rất có thể. Fernandinho. Ikay Gundogan. Kai Walker. David Silva. Fernandinho. Casemiro. Những không gian chật hẹp đòi hỏi các cầu thủ phải có khả năng xử lý tốt. Không được. Eric Bailly. Pha đi xuống biên rất nguy hiểm. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Marcus Rashford. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Riyad Mahrez. Pha cản phá dứt khoát. Khoảng trống. Đây là một quả đá biên. Tình huống cản phá vất vả. Fernandinho. Cơ hội phản công, tình huống 4-4. Riyad Mahrez. Sergio Aguero. Aguero. Diogo Dalot. Mắc cười này. Jesse Lingard. Pogba. Marcus Rashford. Hurry up. Một pha bóng lan xa. Rất tốt. Pha cản phá rất đúng lúc. Matic. Xử lý rất tự tin. Giờ đây. Rất quyết liệt.
vừa rồi là một thẻ vàng. Một quả phạt trực tiếp trong một thời điểm vô cùng nhạy cảm. Riyad Mahrez. Tốc độ chơi của cả hai bên trong những phút vừa qua của hiệp hai là nhanh hơn rất nhiều so với hiệp thi đấu thứ nhất. Đường truyền không chuẩn xác. Anthony Martial. Pha phản công. Thành chấp rất tốt. Sergio Aguero phạm lỗi. Cầu thủ đá vào sân thay người. Rất nguy hiểm. Pha phản công rất hay. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Kai Walker. David Silva. Cánh trái tấn công rất hiệu quả. Mục tiêu của hàng phòng ngự là phá bóng đi càng xa càng tốt. Cách tốt nhất để giải tỏa sức ép và cũng là cách tốt nhất để tránh việc thể lực bị bào mòn sẽ dẫn tới những pha xử lý sai lầm. Cancelo. Otamendi. Kai Walker. Đây đã là phút thứ 85. Bernardo Silva. Gabriel Jesus. Harry Maguire. Paul Pogba. Xoay sở rất khéo. Một đôi. Đã có một pha phạm lỗi. Và lần này thì thực sự là penalty. Trọng tài đứng rất gần điểm va chạm, rất hồi hộp. Như vậy là lưới đã rung lên. Không có nhiều cơ hội cho thủ môn trong tình huống vừa rồi. Đó là một pha dứt điểm quá hoàn hảo. Bernardo Silva. Sterling. David Silva. Tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên. Vượt qua.